nhiều ưu đãi dành tặng cho anh em. Đầu tiên là nhận quà hoàn toàn miễn phí với cơ hội nhận 2.000 kim cương. Tiếp theo là tăng tỷ lệ nổ kim cương cực cao tại mini game. Ngoài ra nick game cũng đang giảm giá. Và đặc biệt hơn là mua nick game được hoàn tiền siêu hấp dẫn. Anh em chỉ cập danh sách Mi TV. Nhanh 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 nào. Để lại cho Dâm một like, một share và nhớ nhấn luôn cái nút đăng ký để cho kênh channel của mình đạt được 1.000.000 người đăng ký nha mọi người ơi. Trời ơi, cảm ơn tất cả những thời gian qua đã đồng hành cùng tôi một chặng đường rất là dài. Cho mấy bạn coi không, đừng có nói cho ai biết nghe tôi nè. Đó, đây tôi cute không? Nhìn bộ dạng này thì chắc mọi người sẽ đoán là mình là con gì hơn đúng không? Mọi người nếu mà yêu thích bạn đăng sống này thì đừng quên để lại cho Dâm My một like, một share nha. Thôi mình đi 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 thôi. Ô, đằng kia có một cái khu làng kìa. Để mình bay qua bển coi. Ta 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 na 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 na. Mình chỉ có thể bay dưới dạng này thôi à mọi người. Nếu mà cái dạng khác thì mình không bay được đâu. Âu 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 âu. Trời ơi. Bởi người ta cứu tôi với. Ủa? Gì vậy? Có hay không cứu tôi với. Có người dân mà bị đám zombie hả? Ôi trời ơi. Cứu với. Ôi cô bé cứu với. Ây da. Ê, con lọc chiến rồi. Cứu mang. Trời ơi, làm gì lọc vậy? Lọc chiến anh ơi, cứu em anh ơi. Đi lên trời ơi, trời. Trời ơi. Sao con biến được thành con gì lạ vậy? Dạ, con xin tự giới thiệu, con chính là em bé rồng Cút Lệch. Cút Lệch là cái gì vậy ông? Gì? Cút Lệch là cái gì? Hả? Tôi ta thấy hình như là từ tiếng Anh và dịch ra có nghĩa là răng xuống. Đúng rồi, răng xuống. Ê, em á. Em gì? Đặt đi đúng không? Vô căn nhà này cất đi, vô nhà này cất cho tụi chơi nè, để mà tả ương. Ê, vô đây nè, vô đây nè. Wow, nhà xịn quá, nhà dễ thương quá à. Ờ, ta hai bé trong đây đâu có gì chơi đâu. Ủa, cho con ăn cái gì vậy? Ăn bánh đi, ăn bánh đi, ăn bánh đi. Bánh ngon quá, ít quá à. Ngon. Ngủ ngon không? Ngon quá chứ gì. Giờ ngủ ngon nha, ăn xong phải đi ngủ chứ, đúng không? Đi. À, con này mình mà bán được là anh em mình sẽ có một bữa đi nhậu thiệt là hoành tráng. Con này nghe bảo là cái con gì trong truyền thuyết đúng không ông? Ừ đúng rồi, nó là này furry á, nãy nó nói luôn rồi mà. Ủa sao con ở đây vậy? Hai chú sao? Hai chú, thả con ra. Mình có đập. Thôi, bữa nay con sẽ ở đây. Đây cái gì vậy? Đập gì vậy? Cái này bằng hấp diện thạch nha con, đập không được nha con. Chết rồi. Thôi ngoan ngoãn cần ta đi. Ờ bây giờ ta sẽ tìm cho con một chủ nhân mới để con có thể sống hạnh phúc hơn chẳng hạn. Hai người là nông dân phải không? Đây rồi. Ai vậy? Nông dân gì đâu, nông dân tụi tôi là người câu cá mà. Khách hàng tới rồi. Tôi nghe nói hai người muốn bán con răng súng đâu. Rồi nó ở đâu rồi? Trong kia kìa. Hàng đâu? Đây nè. Ủa ngươi định lừa ta hả? Cứu con này. Ê, cái này chỉ là okay. Một con biết một, sống một, một đứa bé okay. Nó đội ấy mà ta sẽ không mua đâu. Ơi mình lỡ tay rồi. Sao sao súng chưa hay không tin chưa này, răng súng này hiếm lắm đó tiến sĩ, chúng ta phải mua có được nó. Đúng rồi, con này phải mua bằng được. Bao nhiêu các ngươi để đi giá đi. À mua rồi bao nhiêu ta chưa nghĩ ra giá. Bao nhiêu con? Bao nhiêu? À, 7 tỷ. Ừ, không, 9 tỷ. Được. Sẽ có 12 tỷ. Không, 15. Sẽ có cho tụi mày. 21. Chết đi. À, ơ, cái gì vậy? Mày. Cứu con dơ, hai chú ơi. 7 tỷ. Được rồi. Cứu con dơ, con cảm ơn hai chú nhiều nha. Đúng là mấy cái tên kìa. Cái con. Con mình như vậy mà bị tụi nó bắt sao? Dạ. Ta nhớ con mạnh lắm mà. Con phải học chuyên nghiệp chưa tốt nữa. Con thì con mới bắt đầu có sức mạnh, bây giờ con chưa có sức mạnh. Chúng ta nên đem nó về chữa trị đi. Thấy chân nó bị thương rồi kìa. Với lại chúng ta cũng phải huấn luyện nó. Để cho nó có biết sức mạnh của nó như thế nào. Được rồi, bây giờ ta sẽ dắt con về nhà. Rồi sau đó ta sẽ huấn luyện cho con có sức mạnh siêu ghê gớm. Lúc đó con sẽ khỏi bị tụi nó bắt lần nữa. Hiểu chưa? Dạ, con cảm ơn.
ơn hai người, thiệt là tốt bụng quá đi thôi. Con cảm ơn hai người nhiều nha. A few moments later. Đưa cho nó cái đồ ăn đi. Để em coi. Đói bụng rồi. Đây. Con sẽ ăn hai cái này đi. Ăn hai cái đó. Này rồi hả cô cháu? Đây. Đúng rồi. Dạ, ăn xong rồi. Chích cái nè. Ủa, tụi mình ở đây rồi. Chú ơi, thả con ra đi. Rồi. Đến lúc bắt đầu thí nghiệm rồi. Ủa, bắt đầu thí nghiệm gì hả chú? Con cứ yên tâm ở trong đó đi. À, chú ơi, thả con ra đi. Được rồi đó, khởi động đi. Được rồi đó, bấm nút đi. Ủa, sao một, vậy? Hai, hai, ba. Ba. Đau quá chú ơi. Đang ngắm vô rồi. 50%, 60%, 30%, 99%. Ôi, 99% rồi mà. Cái gì vậy? Hình như là đi. Cái gì vậy? Không đâu. Sợ quá. Quá trời người ai cũng muốn ngại mà nó tới cho mình lúc mạnh rồi giết mình. Nguy hiểm quá, giờ phải làm sao đây? Meanwhile. Hey em ơi, trời ơi sao ở đây lại có cái thác nước gì mà trên kia có cái đảo. Có kia nào? Hiểu lâu đài tình ái đó em. Trời, lên. Em ơi, lâu đài. Thôi, lần lạc nữa. Go. Lên đi. Chạy tới nhà rồi. Nhưng mà chân. Trời ơi. Lên. Cái gì nó vậy trời? Chỗ này của ai vậy? Tiếng yêu quá đi à. Làm hại tôi. Nó còn gì vậy? Dễ thương anh ơi. Trời ơi dễ thương à. Mang về nhà được không? No. Con này mang về nhà cái gì? Nó nguy hiểm rồi sao? No. Dễ thương vậy mà sao nguy hiểm? Em có nguy hiểm không? Không phải. Đó tất nhiên. Em có một ổ bánh mì em cho anh nè. Em có một chai nước cho chị nè. Em hết rồi. Ôi trời. Ôi rồi ba mẹ đâu? Ba mẹ em đâu? Em có ba mẹ. Tội nghiệp quá. Thôi bây giờ em về nhà chung với anh chị đi. Nhưng mà chân em hơi đau quá. Tại vì hồi nãy em bị người ta bắt người ta định thí nghiệm em. Thôi trời. Trời ơi, thằng nào mà dám thí nghiệm. Trời ơi, nhìn em sợ muốn chết mà thằng nào dám thí nghiệm trời. Thôi để chị bây giờ chị mang em về chị băng bó chân em chịu không? Dạ. Đồ không dạ chị. Vậy em là... sợ lắm á nha. Tin chị không sao, chị không có làm hại em đâu. Tin chị. Đi. Đồ không dạ. Đi mà, believe in chị. Không sao hết, đi thôi chị. Nhưng mà có được nhưng không mà đâu. Gật đầu cái nữa cho em biết. Dạ. Gật đầu đấy, có phải nguy hiểm không? Nguy hiểm là gật đầu. Thôi kệ. Ôi, ơi, đi xuống nè. Đi xuống từ từ nè. Ôi trời, nó gãy chân rồi trời. Nó gãy chân mà trời. Ôi chết. Chết, xin lỗi. Nó gãy chân mà trời, em làm gì vậy? Ôi, không biết. Oh my god. Thôi đi xuống đi. Ba này ba hậu đậu lắm. A few moments later. No. Đây chính là ngôi làng của anh nè. Mà đừng có phá nha cho. Dạ em biết rồi. Đã làm được đâu. Thấy nha mọi người. Ủa gì tập đông đủ gì vậy? Hello. Trời ơi, nó đang sợ mọi người từ từ lại gần tới. Thôi làm cái gì mà bu 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 bu. Một con đen nó biết hình gì đấy. Mày dễ thương quá à. Trời mọi người. Ủa, mà quên, anh chưa biết em tên gì hết. Em tên gì vậy? Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Jimmy Cutlip. Kì dạ. coi cái xuống không? Không may. Trời ơi, trời, không biết gì kìa. Dễ thương vậy. Về nhà thôi em. Dạ. Ủa, trời ơi, Nó đang nó đang bị thương mình để nó đem về tới sửa đó. Mày làm gì vậy chắc? Mày dạ. Ủa, cảm ơn số tiền này nha, em không lấy đâu. Bây giờ cảm ơn. Ok à bây giờ một mỉm. Lên đây chị băng bó chân nè. Dạ. Ok, lên đây nè, đây băng bó chân. Ôi. Cái
gì vậy? Yêu. Mới gặp nhau đã cưỡi nhau rồi. Yêu em bé, em bé. Bây giờ em bé mình là chị của bé nha. Từ nay bé kêu mình là chị dâm mi thích liệt cua treo phô mai que hộp me nha. Bé chờ trả lời, em trả lời nè. Em là kiwi, em là kiwi. Hello, hello. Dễ trơn quá vậy, nhưng mà phải nhìn mặt tôi. Không nói cái vụ liền. À, tôi đang nhìn nè, tôi đang nhìn nè. Hello, hello. Ok, được rồi. Bây giờ thì theo tôi cua treo phô mai que nhân dân. Đúng là bạn cua treo phô mai que quá đi. Nhưng mà bạn phải gọi là chữa vết thương đi để mới có thể lành được, đi chơi với mình được. Không thôi mình không nhìn bạn đâu. Đúng. Thì mình sẽ đi cua vết thương. Bây giờ nghe lời kiwi đi. Bây giờ em nghe lời kiwi đi, để anh gọi là chữa vết thương cho. Không thôi là vết thương nó nặng thêm là em mốt không đi cái chân nó bị què luôn nha em. Anh ngồi đi. Ai vậy? Trời ơi. Trời ơi, dạ băng nè. Băng này nè. Đó, trời ơi. Thôi, được rồi. Ủa? Bây giờ anh sẽ dẫn em đi chơi, còn kiwi kiwi với anh sẽ đi chơi nha. Kiwi ơi. Sao vậy? Hello. À, tôi đang tập đánh đàn piano. Piano mẹ dạy. Thôi bây giờ nè, anh sẽ dẫn em đi chơi nha. Bây giờ ở ngoài đây có mấy cái vui lắm. Đợi trong khi đợi á, Abi á, cái chị hồi nãy á sẽ làm đồ ăn á, thì mình sẽ đi chơi. Ủa, chưa? Anh gì vậy? Ok chưa? Anh quên hết tiểu, anh chính là Quy Lóc, còn chị kia là chị Yp. Tính liệt gà ăn súng. Quy là tên gì không biết. Quy không biết tiếng Anh là gì ha. Nhưng mà nước là ngu Quy mà. Quy làm gì có tiếng Anh. Ủa sao biết ngu? Sao biết là ngu? Nấp là những người không ngu. Ngốc ơi. Okay. Dạ. Bây giờ ra đây anh có mấy cái trò hay lắm nè. Dạ. Nhà em thấy cái nhà đổi bên kia, nhà đổi bên kia không? Thấy không? Dạ thấy. À, bây giờ em cầm này nè, em cầm mấy cái này nè. Em qua em đốt xong em bay vô khác. Hiểu chưa? Dạ. Cầm cái này là cái gì vậy anh? Okay. Cái đó gọi là thuốc nổ á. Đặt một cái xong rồi á, đặt cái cục đỏ lên là nó nổ cái đùng. Nổ banh nhà luôn. Nhà mình bị gì á, lỗ mãi anh. Tắt. Ôi chạy chạy. Chạy không làm được. Chạy đi em. Bay đi, bay đi. Ủa sao anh? Ok. Bye. Đừng lại không cả. Chết rồi. Anh nói chí hả? Không, anh nói chửi. Anh chửi ơi. Chua, còn mấy cái trò khác nữa. Bây giờ theo anh đi, theo anh đi. Nó bự trời. Ôi, nhìn cái gì mà nhìn? Ủa gì vậy? Nhìn coi. Đâu phải đâu. Cái này là một loài vật, một cũng là một con vật nha, chứ không phải là đồ để giờ dùng nha. Alo. Biến lại ăn xuống anh coi cho, biến lại ăn xuống đi, biến lại ăn xuống đi. Dạ. Không, đừng biến. Không. Đừng có biến. Bây giờ á, nếu mà muốn biến á thì phải đưa 100 đô đây. Bắt vậy. Ủa, đúng mà. 5 phút thôi được không? 5 phút thôi. 5 phút qua. Ha, 5 phút rồi, 500 đô. 50 thôi. Ủa, 50 thôi. Nơi 5 đô rồi hả? Trời ơi, thôi này gì mà rẻ rời vậy bay. Bây giờ á, tao cho mượn 5 phút thôi. Sau 5 phút là phải trả đúng 5 phút. Nhưng mà khoan đã, thêm một điều kiện nữa. Ok. Tôi gặp mặt cầm nhảy đi. Là cái gì vậy? Cầm nhảy đi. Cái đầm á. Được luôn. Nè, đợi xíu. What the hell? Là con gái đây mộng mơ. Rồi là kia dùng mì thần thờ. Là. Thôi được rồi, cho mượn 5 phút đó. Đúng 5 phút phải. Em quay lại mà chị còn okay. bắt đi đâu đó coi chừng á. Tao biết rồi mày. Hello chạy. Bây giờ đi vô đây với chị. Hello. Trời ơi thương quá. Đi vô đây chị, vô đây. Vô đây. Đây là chỗ gì em biết không? Đây là cái siêu thị. Ủa vậy nha. Mày có mấy cái mũ đẹp lắm nè, cho nó mặc thử nè. Ok rồi, đợi chị tí để chị lựa cho em cái mũ nào nó đẹp. Nào, em dễ thương mà cái mũ này nó dễ thương. Đã vô hả chị? Nào. Đúng rồi, đã vô. Dạ. Để thử coi. Ui. Wow, dễ thương quá ta. Wow. Con te. Thôi chị còn nhiều lắm nè, em có muốn thử hết luôn không? Dạ. Wow, dễ thương thiệt. Con đeo này vô. Cái này là cái gì vậy? Cái bánh hả? Ừ, cái bánh, để cái bánh lên đầu của te. Đi bán bánh thôi. Ai ăn bánh không? Te ơi. Anh ơi. Ủa chị lên cẩn thận xài nhanh lên không là hết 5 phút bây giờ. Chỗ đúng không anh này? Đúng rồi. Đây qua đây. Bây giờ em ở bên đây có trà sữa đi em. Wow, trà sữa hả? Trà sữa không? Không. Nó biết uống trà sữa không? Mày uống có đau bụng không gì? Trà sữa. Là trà đổ vô sữa hay là đổ vô trà? Anh đổ em rồi em có đổ anh không? What? Ngon. Nhưng mà chị ơi, anh nhìn vào nó nghe nè. Chị rất là muốn biết em có súng răng không, em cười cho chị coi. Không chơi với chị nữa. Thôi chị đã biết. Không có vậy được rồi. Chị về nhà chị chơi. Mày em không? Thay tài đây. Trả tiền lại đây. Ê mày đánh ai?
ngày sau á, đồ gà chuột xấu xí. Xấu xí à? Tên nhà chị đã bị làm gì chị đã bị? Ủa chơi đó có gì vui quá vậy? Thôi giờ em đi đâu vậy? Chị nó làm gì vậy chị? Ơi, anh ơi, anh ơi, anh. Hả? Hai chị định đá anh xuống á. Ôi, ai mà lấy ổn á, ổn rồi. Được rồi. Để đã mua cái trà tôi làm quà. Ngủ đi. Ngủ ngon nha. Mai đi chơi chung với nha. Mai đi chơi chung với nha giùm mày. Nghe nói cái con răng súng nó đang ở trong cái làng này. Tụi mày định bao che tao hả? Được rồi, bây giờ tao với mày sẽ bắt đầu đi đánh mê thuốc cho tụi nó ngủ hết đám trong cái làng này luôn. Phải lấy lại được con đó. Lần trước chỉ để nó thoát thôi. Lần này em sẽ không để nó mất nữa đâu. À, cái bà Dung chơi mặt đó. Em ngủ nha. Trời ơi, sợ ma. Rồi. Con phim ma xong rồi. Rồi, giờ phải còn canh bánh nó chạy. Thôi kìa, đánh nó đi đại ca. Tụi mày, chết với tao. Thôi. Ui. Mày hả con? Gì vậy? Được rồi, đi tìm những đứa còn lại thôi. Ở đây đi, chắc đi. Còn này không có con răng súng nào đâu. Dễ quá. Mày á, mày phải dở. Đã già rồi mà không dở. Tụi bay đang dở hết. Tụi bay á. Cái gì vậy? Ừ. Tụi bay dở. Tụi dở là sao hả? Ba đứa bay dở. Bởi vì mày dở. Ba lớp cái nữa. Mày con. Hôm nay sao em đẹp thế? Hôm nay em đẹp quá. Anh muốn tặng cho em một bó hoa. Cái này là một cái cây mà. Đây để em tặng anh cái này nè. Ai cho mày một đống bom. Rồi tụi nó ngủ rồi. Hình như là tụi này đang cất giữ con răng súng. Ông mùi của con răng súng ở đâu đây? Đi kiếm coi. Đó. Anh nó tốt quá. Răng súng. Lạ. Răng súng. Tới đây nè. Bay rồi, ơi đại ca. Đứng lại. Hả? Bay đâu rồi hả? Sao được rồi. Chuyển qua kế hoạch bay đi. Many many minutes later. Thả ra! Các người làm cái gì vậy? Đưa tôi ơi. Trời, bắt tôi chơi vậy. Trời ơi, cái này đi ra đâu vậy? Cứu tôi ơi. Có bắt tôi. Ơi, coi cho nó ra. Không ra được, ra là chết queo luôn. Ai ở bên cạnh tôi vậy? Không biết đâu. Không biết. Hà Chi đúng không? Nghe giọng Hà Chi bên cạnh nè. Đó chưa nè. Về đi. Sao vậy? Cứu tôi ơi. Cứu tôi ơi. Cứu. Hello. Sao cuộc đời lại trở nên ông nội như thế này vậy? Cầm cái bom lại. Ôm ao. Ba, nghe tiếng của bọn chúng ở cái chỗ này nữa hả? Mình sẽ phá vỡ cái chỗ này hết luôn. Cứu tích. Cái gì vậy? Cứu tích thật đó. Xin chào cô cháu. Ai? Đó là nè. Giả bộ ngoan hả? Đừng tưởng ta bị dụ như vậy. Ta. Ôi. Hả? Thì vậy? Ê! Kìa! Tao đang làm gì đâu? Ngươi định chơi sức mạnh. Ngươi dừng lại. Ta đang giữ một cái nút. Để gọi là dạ. Ta đang giữ bạn bè của ngươi đó. Dạ, ngươi nhớ Huy với là Abi không? Dạ, dạ con vô chỗ. Mời ngươi vào xem. Dạ. Diễm My! Em cũng được làm như vậy. Đừng nghe theo lời nó. Ôi! 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 Mọi người ơi! Ui, mày cứu chưa? Ê, tự do, tự do. Em tới cứu ơi, cứu tôi ơi. Đi. Thả đi, thả đi. Em thả con người ra. Đi ra. Đi. Ngủ quên đó, tôi ra. Đâu rồi, bọn chúng đâu rồi ta? Bỏ nghe cái con răng súng mà. Con răng súng đâu rồi? Em ở đây nè. Được rồi, bây giờ mình sẽ đợi bọn chúng tới. Mình sẽ làm lại cái gì mà bọn chúng làm với mình thôi. Mày đã phá hỏng kế hoạch của tao. Lẫn cả phòng thí nghiệm. Bây giờ thì mày đang thấy tao đang cầm cái gì không hả? Wow. Là mày sao thoát được? Dạ em biết rồi. Em sẽ chịu chói cho. Chịu không? Ây da. Mày à con. Ôi. Ôi. Kì ơi. Sao nó ngợp vậy? Mình sẽ đẩy ông vô trong sâu vô coi. Đi vô sâu vô. Ờ cái
đi nữa. Cái bà này là con trai hay con gái vậy? Đi đi đâu? Đi lên. Bây giờ thầy động cái máy tính này hả? Bụp 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 bụp. Ồ, bên đây nữa. Bây giờ thầy bắt đầu thôi. Ủa, tại sao mình ở trong đây vậy? Giờ lại ở trong đây vậy hả? Bây giờ thầy tôi sẽ ngâm hai người luôn. Vì hai người quá ác độc còn dám bắt tất cả mọi người trong ghẹt của tôi nữa. Hai người chúng tôi chung ra vậy. Rồi. Tả ra. Tức như là hấp rồi. Tả ra. Tả ra. Ôi, ở trong đây rồi. Tả ra. Nó nhiều quá. Thôi đi đây. Được rồi. Bây giờ thì không giỡn nhiều với mấy người này nữa. Mình sẽ phá tung cái nơi này luôn. Đừng trách tại sao người ta ác. Tại ta không có ác đâu nghe chưa. Trời ơi, em ơi, giỏi quá, giỏi quá đi. Ôi, wow, giỏi quá em ơi. Trời ơi, sao trời giỏi ơi. Quá à, giỏi luôn. Ủa, trời ơi, em giỏi hả? Dạ, em phá rồi. Thôi. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều chứ. Đi về thôi, ba mẹ. Thôi, đem về ăn mừng thôi. Về ăn mừng thôi, về ăn mừng nha. Về ăn mừng thôi. Tối hôm qua, cái gì em nghe cái gì trong giấc ngủ của em là có là cái gì ta? Anh tặng cho em một bông hoa này nè. Và các bạn hãy nhớ là đăng ký theo dõi tất cả các thành viên đã phụ mình trong video nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye. Thì ra bye bye nè mấy anh chị ơi. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thì ra. Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. We'll be right back.